tôi vẫn đang là chủ tịch của Elite. Yêu cầu cô ra khỏi nơi đây. Xin lỗi, ông không có đủ thẩm quyền đối với lời ra lệnh này. Bởi vì người có quyền hành cao nhất ở đây không còn là ông. Chỉ là ai chứ? Cô sao? Trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi xin thông báo với các vị cổ đông có mặt ở đây một thông tin hết sức quan trọng. Kính thưa quý vị, vị trí điều hành của Elite đã có một số thay đổi. Tính đến thời điểm này, tôi đã có trong tay cổ phần của Nguyên Khang, Thanh Tùng, Vũ Phong và cả Giám đốc Hoàng Nam nữa. Nó đã bán Elite cho Kiều Khanh. Và bây giờ, coi như tôi đã trắng tay với thằng con mất dạy đó. Cổ phần ông để chia cho nó, thì nó bán cho ai là quyền của nó. Rất tiếc là nó không hỏi ý kiến tôi. Chứ nó hỏi ý kiến tôi thì tôi cũng đồng ý.